Ngày thứ 68 sinh tồn trong rừng rậm, ông già thợ săn lão Ngô đã đặt 10 cái bẫy để cạnh tranh với tôi, mà người dẫn chương trình Thái Khô lại ngây ngất trong lòng. Lão Ngô đường đường là một thợ săn 66 tuổi, đầu ra lần này nhất định sẽ phải thua thôi. Nhưng tôi không thèm để ý, bây giờ tôi có rất nhiều cái như vậy. Tại sao phải sợ bất cứ ai chứ? Tốt nhất là ở trong nhà đánh một giấc cho ngon. Chính ra, Đô Gia lại bắt đầu giả vờ rồi đấy. Đô Gia hôm nay tôi thấy lão Ngô đã đặt bẫy rồi, nhưng lại không có mồi nhử. Đúng thế, với lại lão Ngô rõ ràng đã nhìn thấy hang thỏ, nhưng lại đặt bẫy ở nơi cách xa hang động. Chủ phòng Đô Gia có thấy gì đặc biệt không? Tôi không nói nên lời. Những thứ này sao mọi người không hỏi lão Ngô ấy? Chúng tôi thường xuyên xem bạn. Hỏi anh ấy thì xấu hổ lắm đó. Được rồi, vậy bây giờ tôi ra ngoài đào măng đông. Nhân tiện, tôi sẽ nói với mọi người cách đặt bẫy. Khán giả bấm like liên tục cho Gấu Mốc TV. Chủ phòng Đô Gia cũng phải đi đặt bẫy rồi. Thật tuyệt rồi. Chủ phòng, đây là bị địch thủ lão Ngô làm cho kích động rồi. Chuẩn bị cho cuộc thi đấu nơi rừng rậm đúng không? Tôi chỉ là đi ra ngoài và đặt bẫy thôi. Sau đó, tôi nhặt giỏ và đi về phía rừng tre. Trên đường đi, tôi bỗng thấy một con gà lối to bự. Chủ phòng vận khí tốt vãi luôn nhờ. Đô Gia cười ngốc gì nữa vậy, mau bắt nó đi. Tôi tỉnh lại rồi lập tức đuổi theo con gà to bự. Chỉ đuổi theo 10 phút, gà rừng đã không chạy được nữa, đâm mạnh vào cục tuyết trước mặt. Khán giả thấy vậy liền rất thích thú. Nhìn con gà nhìn buồn cười vãi, không phải nó tưởng làm vậy, thì chủ phòng Đô Gia không tìm thấy đấy chứ. Tôi chỉ cần giấu đầu đủ sâu, thì không ai có thể phát hiện ra tôi rồi. Thông minh, con gà này thông minh thật đấy. Tôi bước lên phía trước, buộc con gà lại và ném vào giỏ. Gà rừng thường sẽ biết bay mà nhỉ, sao nó không bay lên đi? Tôi vừa đi vừa trò chuyện. Gà rừng này nếu sống trong mùa xuân mùa hè thì nó có thể bay rất mạnh mẽ. Nhưng mùa đông thì khác, gà rừng thường bị đông lạnh không chịu nổi cho nên rất khó bay lên. Nói xong tôi liền phát hiện ra dấu chân của động vật, lập tức đặt bẫy ở gần đó. Cùng lúc này, thợ săn già lão Ngô đã bắt được cho mình 3 con thỏ và 2 con gà. Mọi người trong chương trình đều bị sốc cả rồi. Trước đây còn lo lắng cho ông già lão Ngô, thức ăn của ông ấy gần hết rồi. Xem ra là lo lắng quá rồi. Lão Ngô lợi hại thật, đi một chuyến là kiếm đồ ăn được cả tuần rồi. Đúng là gừng càng già càng cay. Lão Ngô hãy cố lên, đánh bại tên Đô Gia đó đi. Bên kia, tôi đang đặt cái bẫy thứ tư. Đô Gia người cũng tệ thật đấy. Lão già Ngô đã bắt được 5 con mồi tươi ngon rồi. Thái Khôn, bạn đừng ở đây khích tướng. Chủ phòng Đô Gia, bạn cũng bắt 50 con gà cho anh ta xem đi. Tôi nói rõ rồi mà, tôi chỉ mang theo 5 dây kim loại, nhiều nhất là lắp đặt được 5 cái bẫy. Tôi cũng không muốn thi đấu với lão già Ngô. Đô Gia, bạn phải tin vào chính mình. Có điều bây giờ bạn có thể giải mã một chút cho chúng tôi. Thủ thuật lắp đặt bẫy bí ẩn của lão Ngô được không? Sau đó tôi vừa giải thích vừa tìm kiếm dấu chân động vật và lắp đặt bẫy. Thực ra chỉ cần đặt bẫy trên quỹ đạo của động vật, không cần con mồi cũng được. Vậy tại sao không lắp bẫy xung quanh tổ của động vật chứ? Lý do rất đơn giản, những con vật nhỏ thường sẽ vào lắng nghe, hít thở. Quá gần tổ sẽ khiến bọn chúng biết trước và đề phòng. Lúc này khán giả mới hiểu ra được, thì ra là như vậy. Hôm nay lại học được cái mới rồi, chẳng mấy chốc cái bẫy đã được tôi sắp đặt. Tiếp theo tôi sẽ đến rừng trúc, dùng cuốc đào một ít măng đông, mang về trại. Hôm nay làm gà xào măng đông cho mọi người xem thử. Lúc này người dẫn chương trình Thái Khôn lại chán nản vái cả nồi ra rồi. Thằng này sao ngày nào cũng ăn thịnh soạn thế chứ? Tôi sẽ vẽ một vòng tròn và nguyền rủa nó. Nhớ bấm like và đăng ký cho Gấu Mốc TV nhé. Bấm nút chuông thông báo để nhận video mới sớm nhất.